Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Tấn Dũng và cô Hoa Lý thân ái mến chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, thân tâm thật an lạc. Và ngày hôm nay là ngày 25 tây tháng 4 năm 2022. Tấn Dũng trở lại âm của cô Ba để trước là thăm viếng cô Ba và sau cũng có mang những cái phần tịnh tài cũng như là gạo để đến âm của cô Ba để cho cô Ba chuẩn bị phát gạo cho bà con ở tại khách nơi địa khách phương của cô sạn Ba. qua, qua Lý Trần á, Dạ, khách sạn Hoàng Mai của bà. qua Lý Trần giờ Hoàng Lý đổi Trần. mà đổi bản rồi. Dạ, đổi bản rồi. Thì vừa qua Hoàng là Mai cũ qua Lý Trần mới, dạ, vì là mình thay đổi cái bản ra cơ bạn. giờ thay đổi bản. Dạ, con cũng chưa biết cái hiệu đó. Tại Thì vì bản Lý Trần á. để nói chuyện điện thoại đi. Thì cô Ba dự định mình phát gạo sắp tới là ngày mấy cô Ba ha? Bây giờ tới ngày 28 là cô đi Tây Ninh rồi, Dạ. chắc là khoảng 29-30 cô mới về. Thì sắp xếp về để coi những người phát đúng nơi đúng người đúng việc thì cô phải xét lại. Dạ. Và ngày mùng 6 đi Dũng, Mùng 6 ha. và ngày mùng 6 tháng 4 Dạ. thì mình Dũng đưa 100 với cô á, cũng còn 50, cô chỉ phát 100 ở đây thôi, Dạ. cô còn 50 với 50 huynh đệ gửi tiền nè. Dạ. Rồi cô mua thì cô sẽ trao cho qua bên cụ hội, cho bên Hai Chúc với bà Tư Từ Thiện xã Tiết, Dạ. với trên bên bà Bần á, chỗ bà Bần, tức là cô sẽ vừa của cô với Tấn Dũng, còn lại phải mua một tấn gửi không. Dạ, tháng gửi không? Như vậy thì phát trên này 100 thì cô có 50 với Tấn Dũng 50 nữa, 100 chia ra ba chỗ, Dạ. mỗi một chỗ 30, để những vùng sâu vùng xa đó là bên cho các cốc của các tu sĩ tu ở bên cụ hội nè, rồi những người nghèo ở Ba Bần, Dạ. quê của cô hồi xưa, và ở trên Đồng Chích Văn Thành đâu đó, thì Dạ. những người nghèo người dân tộc á, nghèo thì cô chứng rồi cũng cho mấy chục, rồi cũng cho hết thảy cũng 55 phần đó chứng rồi á. Còn chứng mà cô Trang gửi 100 phần thì cô cho về Sóc Trăng cho hội Nhật Thành nó phát dưới ngày hôm qua. Dạ. Thì bữa nay á, thì bây giờ Tấn Dũng nói là cô chỉ có của Tấn Dũng và của anh em gửi thiện tài á, có gửi riêng cái đó cho tiền của ba rồi, cũng như một ngày nè người ta lại người ta cho đó, không hiểu không, Dạ. là nó có nhiều thì cô chỉ hứa là chỉ xài 4 phần 6 phần thì để mà tiếp tục làm chuyện phước thiện, Dạ, coi như là chia sẻ các bạn ha. chia sẻ. Cô nói Dạ. đúng hơn là bây giờ có khách cô tiếp không nổi, nhưng có khách lai gai thì thiện tài một ngày 1 triệu 2 triệu á, thì Dạ. cô chỉ xài 500 triệu như cô thấy cho tiền, như em thấy đó, ngày Dạ. nay gần 2 triệu là cô lóc buổi sáng là không đủ luôn, vì người nào cũng vậy, đói no Dạ. là lại cô ba quản lý, hình như mình cũng có cái tiếng xã hội Dạ. nên phải chia sẻ thôi. Dạ, thì nãy giờ con ngồi với cô Ba để trò chuyện với quý bà con cô bác đến đây, thì nãy giờ thấy cô Ba cũng chia sẻ hai hoàn cảnh, thấy cũng gần cả triệu bạc rồi. Khổ quá khổ cô ha. Dạ, thì hôm nay con có nhận được những cái phần tiện tài của các mạnh thường quân trợ duyên với cô Ba để cho qua phát quà đầu sự và làm nhang. Thì người thứ nhất đó là chị Phạm Xuân Đào 1,1 triệu, thứ hai là chị Quỳnh Trâm và mẹ là Lê Thị Nhịp 2 triệu, thứ ba là chị Thu Lê ở bên Mỹ hỗ trợ với cô Ba là 1 triệu, hồi hướng cho mẹ là Lê Thị Lành, pháp danh là Tâm Hiền, thứ tư là chị Kim Nguyễn gửi giùm anh chị Mỹ Nguyễn 150 đô là 3,450 triệu. Thứ năm là chị Nguyễn Thị Bích Hằng 100 đô đổi ra tiền Việt Nam là 2,280 triệu. Thứ sáu là chị Kim Nguyễn ở bên Mỹ 4,560,000. Thứ bảy là Zalo của Huyền Trang 1 triệu. Thứ tám là chị Thúy Trần làm nhang 1 triệu, đạo sự 1 triệu và phát quà 1 triệu, là tổng số tiền của chị là 3 triệu. Thứ chín là chị Ngọc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ với cô Ba làm nhang 1 triệu. Thứ 10 là cô Năm Nguyễn Thị Tẻo trợ duyên với cô Ba qua quả 1 triệu. 11 là chị Đặng Thị Bích Sang 1 triệu để phát gạo, cộng với chị Đặng Thị Bích Liễu 500.000. 12 là chị Từ Bi Huệ 1 triệu đồng.
Thì tổng số tiền con cộng là được là 22.840.000. Thì con có chở lên cho cô ba 1 tấn rưỡi gạo là 18 triệu, thì còn lại tiền mặt là 4 triệu 8 để cô ba làm nhang với đạo sử cô ba À, ha. nhang đó thì cô ba cũng để đó, Dạ ứng dạ dụng đó không gian cho đi cúng núi thì ở ngoài là nhỏ, còn đó là cô bó một ký không đó cho, dạ mà ở đây ít, mà ở Phú Quốc á bây giờ yeah. nó sinh nhiều, Xin nhiều ha. với cái chị đó mới sinh một bao về Trà Vinh. Dạ Tại vì nhang chị cô làm là nhang quế á, dạ là nó có cái mùi mình vị, tự mình mua nguyên liệu về mình làm đó các tự ba mình mua nhân liệu về mình làm rồi ha. chia sẻ, giống như là máy của cô chỉ phun 2 máy mà phun 1 máy thôi, một ngày là 40-50 kg á, Dạ. từng cô làm có 2 lần, Dạ. Dạ. nó máy làm mau lắm. Dạ. À, tiếp theo thì con xin kính mời cô ba tặng cho 12 vị mạnh thường quân Cái này đã. cô ba không nói gì, chỉ tặng thơ thôi nha, Dạ nó dạ nghĩ dạ cô dạ. ba nói chuyện Dạ. quá nhiều mấy hôm qua nay quá trời khách rồi, nói rồi thấy thằng Quyền Thông á, nó thâu từ lưa hết trơn, nó Dạ. quay rồi cô Rồi. đừng nói, cô cũng ngày ngày nữa Dạ. đó, nên có gì sơ xúc rồi xin cộng đồng mạng thông cảm. Dạ. Rồi con mời cô ba tặng cho chị đầu tiên là Phạm Xuân Đào cô ba. Dạ uống miếng nước để thắm giọng ha. Phạm Xuân Đào. Trưa 25 lăng lũ tấp tặng xuân đào đã giúp tiền trao, mong rằng nắm chặt tay nhau thương ngự eo nhớ đồng bào Việt Nam, con của mẫu biết làm việc thiện đúng chu kỳ uyển chuyển độ tha, chúc cầu ngự đền long qua phước tăng nghiệp giảm người nhà phát quyền, làm ăn có của tiền thì gia đình mạnh khỏe năng tri vững vàng, vì con của mẫu hoàng biết điều chân thiện lo toàn chị em rồi. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Thu Lê ở bên Mỹ cô ba. Với Thu Lê vận Cảm ơn hành chị. chuyển pháp, ngõ đền ân bốc đáp xấu xa, cũng là đệ tử chúa ba, cũng ngự tâm đạo mẹ già yêu thương, kính Quan Âm cúng dường tinh tý, nên mượn lời cô lý tặng trao, thơ thi tâm pháp ngọt ngào gửi con của mẫu tiếng chào thân thương, mong rằng vị đắng trường dương vượt qua khổ não đát đương đạo lành, tất nhiên quả vị sẽ thành điển quang tạ soạn con lành được thôi rồi. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho cô Lê Thị Lành cô ba. Nhà họ đã từng chung nghĩa với Thị Lành gieo tỉa quế hoa, thần dương thành kính sâu xa, có tâm cũng bái Phật Bà Quan Âm.
cùng nhiều lần tay lâm khổ khó, nhưng cũng vì việc đó qua rồi mẹ tiên mầu định vậy thôi. Họ lễ có tiếng tu rồi dĩ nhân. Lê Văn Việt, công thần chúa nguyện, đúng chu kỳ lửa tiễn đáo khê, mong sao con đạo trở về. Là ngày hợp mặt kim kê tỏi lòng, chúc ngư hòa vợ thuận vợ chồng, cháu con thành đạt tỏi lòng ước mơ. Cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị anh Mỹ Nguyễn cô ba. Mỹ Nguyễn, anh chị Mỹ Nguyễn. Đường ngang dầm sơn khê cách vùng trời xa đã nở sen hồng. Thôi thì Mỹ Nguyễn vợ chồng biết lo tu học đạo đồng nghiêm trang, có tâm huyết là hàng tri thức cũng biết đời dũng đức quyền thông, có duyên cũng đói đạo đồng với thầy hòa hảo tại lòng sớm trưa. Dưới đức thầy nắng mưa dầu dại, con đạo lúa trái phải kiên lòng. Thôi thì chúc hết vợ chồng tình sâu gắn kết duyên nồng, sống đôi lo tu hạnh nguyện được rồi, gắn thêm chút nữa về ngôi vị thành. Lòng qua từ chốn hữu danh hoàng thiên xây lập Nam thành có tên, chúc cho tất đạo tâm bền phụ thế mạnh khỏe xây nền từ bi. Cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Nguyễn Thị Bích Hằng một bài thơ. Này đúng lúc cơ duyên chuyển đổi, đúng thời kỳ học hỏi nhận ra Bích Hằng họ Nguyễn Như Hà cũng là nữ tướng màn ba tái phàm, nên nhiều chuyện còn lẫn đàm không nổi. Điển đã rồi ai hỏi biết chi, thành tâm cầu bái diệu trì thầy luôn ủng hộ cho thầy đạo nhiên. Vì cũng con lịnh thiên trở lại, chỉ mong ngày nội ngoại tương giao, lo chung hệ thống đồng bào, chúc người dân mạnh gan giàu cửa thiên. Cái gì quên cái tên Bích Hằng đúng Bích Hằng con màu hoa duyên, có lòng giữ chúa tặng tiền giao thoa,
tháng tư mùng sáu phát quà, cảm ơn Hằng đã giúp mà tiền trao, mong rằng tất hết thương nhau, nắm cơm chia sẻ đồng bào Việt Nam. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba uống miếng nước giải lao. Dạ. Rồi mời cô ba tặng cho cô Châu Thị Thái cô ba. Dạ. Cô Châu Thị Thái. Nói riết rồi cũng hết nói nổi. Dạ. Quá trời nữa. Nay có dịp trưa này giao kết và đổi đời chỉ hết cho nhau. Châu Dương khởi điểm ngày nào, gửi tặng Thị Thái lời chào cô qua. Tí gần cách chợ đường xa, cũng con của mẫu ở nhà thiên tiên. Lúc nhanh nhẹn hòa duyên hợp lại, để cho người nội ngoại chung tay. Hôm nay thơ tặng một bài, mong rằng em sẽ được mai phát tài, có tiền con cái bủ lai, về non gặp lại sơn đài có duyên. Cảm ơn em gửi ít tiền, để cho thị nguyện săn xuyên tổng chào. Ngư thương mến ở bên nhau, tổ cô đã chuyện em nào biết đâu. Mẫu hoàng mở cả toát bộ đầu, cho tiên cổ xuống ngõ hầu đổ em. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng còn mấy bài nữa. Chị Quyền Trang một bài thơ cô ba. Dạ. Mỗi lúc thời gian mày cách xa, Quyền Trang cố gắng gắng lên mà. Quan Âm thầy vẫn mong con trẻ, để có vượt qua bể ái hà. Từ trước tâm linh đã biết rồi, chỉ cần tu gúc chút nữa thôi, long hoa có mặt đâu phải sợ. Chùa thành ra đời sẽ hiệp ngôi. Dạ, tiếp theo chị Kim Nguyễn của bà ở bên Mỹ. Đúng cơ thành đức xảy sang, thầy gã phổ chúng ẩn tàng mấy câu. Lọc lừa suy gầm đêm thâu, bủ sơn tái tục hận sâu chân là. Có duyên ông lão lãng hoa, lời thơ mến tặng con nhà kỳ hương. Một đời đạo đức tựa nương, phu thê cố gắng trên đường đáng tu.
chẳng còn khi tỏ khi lâu. Nếu mình làm đúng thì cụ quá long, hãy nên tầm chủ nhân ông, ngộ tâm khai huệ tội lòng ước mơ. Từ lâu Kim Nguyễn đợi chờ, đến khi đúng lúc qua bờ giác tha, coi như thơ pháp lãm hoa, đạo vô sở chấp con nhà thiên tiên. Cảm ơn Kim Nguyễn gửi tiền, sớt chia nắm gạo tạo duyên dưới đời. Tình thương trí tệ tuyệt vời, mong ngày dời nước em thời gặp cô. Dạ, cảm ơn cô Ba. Tiếp theo xin mời cô Ba tặng cho chị Thúy Trần một bài thơ. Trời xây chuyện đất bằng có sông, giới thị trần hình bóng tiên nương. Bao nhiêu tình cảm góp gom cho người hiểu được và làm thế nào. Đôi thị trần niềm đau đã cạn, tình tiên thiên đã gạn mặt rồi. Tổ cô đã độ em thôi, Quán Âm tượng giai nguyện rồi đắc sao. Mưa xa có giọt nước nào, ngừ tu phải nhận mới vào đạo duyên. Cảm ơn em gửi ít tiền làm quà giúp đỡ cho riêng người nghèo. Vượt sông qua núi qua đèo, miễn mình giải thoát là hết nghèo em ơi. Dạ, cảm ơn cô Ba. Tiếp theo xin mời cô Ba tặng cho chị Ngọc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cô Ba. Một cuộc sống đua chen vật chất, người với người đã mất niềm tin. Ngọc ơi chia sẻ thật tình, buồn riêng số phận của mình thế nào. Dầu nay chẳng đủ giàu tiền có, nhưng cũng vì chỗ đó nhận ra. Ngọc đây con của mẫu bà, quy y theo Phật cũng là nhân duyên. Chờ trong hợp mặt hữu hiền, để mai Ngọc được có duyên có tình. Tình yêu mẹ độ chúng sinh, và tình trăm họ gia đình Việt Nam. Mong sao con cái hải đạm được nhiều phúc lời kiều lam qua bờ. 25 chưa tặng bài thơ, chúc cho Ngọc được qua bờ giác tha. Thơ thi tâm pháp làm quà tặng cho Phương Ngọc món quà tâm linh. Dạ, cảm ơn cô Ba. Tiếp theo là cô Năm Nguyễn Thị Tẻo, một bài thơ cô Ba. Cỏ sắc thái nữ lưu anh kiệt, dầu khổ đau đã biết bao năm,
đạo là di diệu thầm thâm, cho em tẻo có Quan Âm độ rồi, chỉ cần cố gắng lên thôi. Lòng qua có mặt được rồi, nghe không, trước thì lận đận long đông, nay giữa lưng rồng không khổ nữa đâu. Cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Đặng Thị Bích Sang. Đường dặn dặm xa xôi cách trở, Đặng Bích Sang đã nở sen hồng, Quan Âm cầu giái nơi lòng. Đời em nhiều chuyện long đong qua rồi, giờ có mẹ xem coi đồ thể, bữa hành trình thửa để cứu dân. Chúc em có được ba phần, về phần đổ chúng tân dân lúc này, đồng lòng cách trở trời Tây, sao được gặp thầy về hội Long Hoa. Tiếp theo xin mời các bà tặng cho chị Đặng Thị Bích Liễu các bà. Nhà hoa đặng bao năm chịu khó, cũng mấy lần vì đó khổ đau, nay thì cũng được sang giàu mà nhiều trắc trở lệ trao mi hồng. Thôi cố gắng giữ lòng thanh tịnh, đức mẫu hoàng đã định từ lâu, mở khai cho cả bộ đầu, cho con của mẫu ngõ hầu sáng ra. Thôi thì cố gắng như hà, làm thiện báo thiện là quà thơ trao. Đức thầy khổ khó dường bao, phận trò cố gắng chùi lao cho nhân. Cô qua gửi một tin mừng, đến kỳ điểm tự chẳng hưng, nước nhà người đi cảnh giới đàng xa, cậu thầy trở lại sát na hoàn toàn. Trái lành lời lẽ nghiêm trang, mài thanh như ngọc chứng hàng tân nhân. Chắc là em cũng có phần, chừng nào hợp mặt canh tân đạo đời, vì cơ thánh đức tuyệt vời. Đức thầy còn đợi cơ trời mời ra, mong rằng quý vị đặt gần xa, hãy nên kiểm lại coi ta thấy gì. Biết rồi mình cứ việc đi, chẳng có điều gì cản trở được đâu. Mắt cần nhìn rõ thấm sâu, tai nghe mọi việc ngõ hầu định ra, cùng tâm là Phật hay ma, tánh là trụ được
mình là con ngoan. Đến đây thơ gửi đôi hàng, tặng người một tấm lòng vàng ngọc hoa. Phạm kinh giáo lý như hà, cao siêu thâm thị con nhà Bửu Sơn. Cô qua biết nói gì hơn, chỉ mong tất cả oán hờn bỏ đi. Quy y thì phải làm ý, kính mẫu diêu trì của các vị cổ lai. Đến đây tạm dứt thi bài, tạm dừng lưu tấp dãy tay cô chào. Tuy rằng không ở gần nhau, hiền nhân hội thị đồng giao gặp thôi. Cha thầy chú trở về ngôi, non tiên đung lục ngự ngồi sử phân. Đương lai di lạc xuống trần, mượn trong xác thể ba phần thanh cao. Nếu ai biết đặng đó nào chơn nguyên chánh pháp lời chào chia tay. Đến đây thơ có mấy bài, có người buổi trước bỏ sai sót rồi. Lời thơ kết thúc tặng thôi, tu niệm được rồi chân thiện Châu Nhi. Con là con mẫu viu trì, hãy nên cố gắng thực thi thật lòng. Phật trời ngộ pháp chân không, ngự biết được lòng là thấy được ta. 25 tạm gác làm quà, lời chào quý vị con nhà Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Cảm ơn cô ba đã ứng khẩu những bằng thơ pháp để em mến tặng cho tất cả quý vị mạnh thường quân đã trợ duyên với cô ba, để cho cô ba giúp là những người cơ nhỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những bà con buôn gánh bán bưng ở tại khu vực núi Cánh, núi Cấm. Bởi vì bà con cũng được cái may phước là được cô ba giúp đỡ rất là nhiều lần, và cô ba cũng chia sẻ cho một số nhóm từ thiện của cô ba, bạn bè của cô ba để Cô ba giúp đỡ cho chia rất những nơi nhiều nữa. chứ. Cô ba là thật sự mà nói đó, là ai cho cũng được, gửi ai cho cũng được, miễn tới tay người nghèo là được rồi. Nên cô ba rất là thoải mái, là đồng đạo lợi chở là cô cho. Cô nói Dạ, bữa sao đó cô ba đi Tây Ninh có việc gì không, có quan trọng không cô ba? à, cô ba cũng có nhiều cái chuyện riêng về viền di của mẫu, rồi vừa vận chuyển của cái người này, thấy được những cái chân nguyên của bề trên để sắp xếp đến chọn con Hiền Thảo về nhà Bồng Lai. Bởi vì cô có nói hai cái tay phải đi, một là Tây Ninh, hai là Tây An. Là con người tu như thế thì được sắp xếp mở cửa địa là Tây Ninh mở hội trước, rồi mở cửa thiên là tới Thiên Cấm Sơn. Còn Tây Phương là phải bỏ xác. Vậy thôi, mình muốn thành tiên tất Phật thì phải cắt cái xác phàm trần, đúng không? Cô qua cũng cảm thấy là trước hết là cũng cảm ơn huynh đệ từ xa đến gần và những mạnh thường quân, những nhà thiện nguyện để chia sẻ cho tất cả những nhà gia đình eo nhỡ, rồi đủ thứ. Bây giờ cô qua để là có hai cái chương trình, có cái cô này gửi cho cô qua thì cô qua sẽ giúp cho một cái nhà ở trên kia rồi. Chứ hôm qua rồi á, cô cũng muốn nói cho Tấn Dũng giúp một chút, rồi cô cho nó 500 chiếc bịch gạo thôi, là cái nhà dột hết trơn à, không có gì hết, nên mình tính cho thiết thì thôi
cô ấy gửi tiền thì cô làm được rồi, còn gia đình có đó, hôm qua ba nó mới chết, rồi nó lại là đau cũng sắp nặng. Rồi cô chỉ cho đỡ 500 viên bịch gạo, nếu có phương tiện Mạnh Thường Quân có dư tiền thì cô cũng chia sẻ. Bởi vì cái nghiệp của chúng sanh mình gánh không hết, mình chia sẻ một phần. Giống như Dũng thấy cô ba không phải nói là em ở đây đó, mà không có ngày nào mà cô chia dưới 1 triệu 2 triệu hết đó. Đó, nên những cái quý vị để đây cơm gạo, cô cho 1 bịch gạo rồi cho tiền, bởi vì cái thung dụng tiền họ còn nhiều việc để làm, còn gạo thì để cho cũng như cứu đói thôi. Thì cũng cảm tạ với quý vị là đã giúp. Người ta có nhiều người phê bình là cô lên YouTube nhiều, thiệt là YouTube hỏi bé rồi, nó là nó bu theo cô rất nhiều, và cô không có chịu quay, cô chỉ chịu quay Dương Cầm với thằng bé hôm qua Quyền Không đó. Nó nói là con muốn, cô nói hay quá, muốn cho mọi người nghe, chứ con không phải vì tiền YouTube. Nên cô quay đó chừng ra tính Dũng á, thì có một ít tiền, còn mấy người YouTube đó hỏi coi nó khổ, nó nghèo tới cái nước cô phải nuôi cơm, nuôi cà phê, nước đá nữa. Nhưng vì một cái thâm tình chia sẻ, chứ quý vị đừng có nghĩ là tôi lên YouTube nhiều rồi câu like, câu view rồi kiếm tiền. Cái này tôi cũng không có cần biện minh đó, mình tri mình biết, nhưng mà có số đồng đạo á, đồng đạo bạn bè mình á, nói rất là nhiều về, nói bà quản lý cái này nổi quá, lên YouTube tùm lum, rồi đi đâu YouTube cũng theo đó. Thì tại này như mấy em thấy là mến mộ cô, rồi đi đi theo cô, có rủ đâu mà đổi thừa, thì thôi chuyện ai làm nấy biết, phải không? Thì cũng mong rằng quý vị thông cảm cho cô Hoa, chứ thật sự thì cô Hoa cũng bây giờ nói là em thấy đó, cô Hoa đừng có nói nổi hay đội gì nữa, là cô Hoa là không có muốn nổi nữa, rồi cô Hoa muốn bình bình cho nó được, từ sáng tới chiều có khi 5 giờ cô mới ăn được bữa cơm. Mà người hỏi sao cô không đi ăn cơm, bao nhiêu người ta đồ đường xá xa xôi nè, có hoàn cảnh khó khăn đủ thứ hết, người ta nhờ người ta đến đây với mình, ta tốn tiền bạc bỏ công ăn việc làm, cô nỡ nào cô không tiếp. Vậy thôi, cô cũng xin lỗi cho quý vị là cô có lên YouTube nhiều quá, có gì cũng thông cảm. Cảm ơn quý vị. Rồi giờ đây Tiến Dũng và cô Lý xin thân ái mến chào tất cả quý vị, và xin hẹn lại quý vị vào những video tiếp theo nhé. Xin kính chào tạm biệt, cảm ơn tất cả.